một cái chữ siêu xinh, siêu lạ. Kiểu chữ này gọi là chữ có chân, typewriter. Nếu như bạn đã có thể viết cái kiểu chữ bình thường này một cách rõ ràng, đều đặn thì tập luôn cái kiểu có chân này nhanh lắm luôn á, mà còn xịn nữa. Nếu mà nói đơn giản dễ hiểu thì tụi mình sẽ cần phải đặt thêm cái nét gạch nhỏ xíu như vậy ở điểm bắt đầu hoặc là kết thúc của nét. Điểm thách thức và khó khăn mà Lam thấy đó chính là ban đầu tụi mình chưa có biết nên đặt cái nét gạch này ở đâu, theo hướng nào, độ dài ra sao, vì đôi khi tụi mình dùng quá là nhiều nét sẽ khiến cho con chữ bị rối mất á. Một số chữ cũng sẽ có phá cách hơn chữ bình thường nữa. Tụi mình có thể tìm hiểu cái kiểu chữ này ở trên mạng, hoặc lôi những cái cuốn được tặng kèm ra như vậy để tập, hoặc có thể tham gia các buổi workshop được tổ chức miễn phí của các hãng uy tín, người hướng dẫn uy tín, đảm bảo sẽ tiết kiệm thời gian hơn rất là nhiều luôn. Mà kiểu này đúng hay luôn nha, cũng cùng là một kiểu chữ A, nhưng khi tụi mình viết theo kiểu mộc trung bình ốm khác nhau thì mỗi chữ sẽ toát lên một cái cảm giác phong cách khác nhau luôn á. Cũng không cần phải là brush thanh đậm gì hết, chỉ với những cái bút tre màu này tụi mình có thể viết.